mẫu con trai lý tưởng của mình là giống chó một chút. Mày nói cái gì? Giống chó một chút. Mày nói cái gì? giống chó là sao? Thế là như nào? Là nghe lời, à, nghe ngoan, trung thành đúng không? Vâng. Mấy chưa đếm nhỉ? Nhắm mắt lại nhá. 1 2 3 Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái ứng dụng dùng để dọn rác cũng như là để diệt virus mà tôi rất hay dùng. Đó là ứng dụng iClean. Thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cũng như là sử dụng cái app này nhá. Đầu tiên thì mọi người hãy vào CH Play hoặc là Google Play để search từ khóa iClean. Đó, sau đó thì mọi người hãy ấn cài đặt. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái tính năng nổi bật của cái iClean này nhá. Đầu tiên đó chính là khả năng dọn rác điện thoại. Mình rất là thích cái tính năng này bởi vì nó sẽ giúp mình giải phóng dung lượng và dọn rác không cần thiết đi. Và đó, nó phát hiện ra mình có 267 mê rác và mình sẽ giải phóng ngay bây giờ. Rất là nhanh thôi các bạn. Đó, vậy là mình đã dọn được hết rác. Tiếp theo thì sẽ đến tính năng thứ hai, đó là tính năng diệt virus. Cái này thì nó rất cần thiết cho những thanh niên mà thích sưu tập tài liệu học tiếng Nhật. Mình thì mình hay xem online nên là chắc là cũng không có virus đâu. Ok, rất là nhanh thôi và nó sẽ phải quét hết xem là trong máy mình hiện tại có virus hay không. Vâng, nó bảo mình an toàn, đương nhiên là không hề có virus nào. Tiếp theo cái tính năng thứ ba là tính năng tăng tốc bộ nhớ, giúp cho các bạn có thể chơi game một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn đấy. Nó sẽ giúp mình tắt những cái ứng dụng không cần thiết đi để cho đỡ hao pin và đỡ làm cho máy bị tổn hại ấy. Tính năng cuối cùng là tính năng hạ nhiệt CPU, nó sẽ giúp cho cái máy của mình nó hạ nhiệt hơn ấy, để cho đỡ bị hỏng hao máy. Đó, vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn những tính năng nổi bật của cái ứng dụng iClean này. Link tải thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn có thể truy cập và tải cái ứng dụng này về để dùng. Nó rất là hữu ích cho mọi người trong cái việc mà mọi người diệt virus cũng như là để giải phóng bộ nhớ. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với cái ứng dụng này. Ok, hello anh em. Tôi là Hải Hít và hiện tại tôi đang có mặt tại sân trường Bách Khoa Hà Nội. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm chương trình ghép cặp thần tốc một tập rất là đặc biệt và rất là thú vị này cho mọi người. Thì mọi người nếu ai muốn biết là cái điều thú vị ấy là gì thì hãy cùng mình xem đến hết video. Ok, đi thôi. Ok anh em, ở phía xa xa kia thì mình đã có nhìn thấy một vị tiểu công tử trông khá là khôn ngô tuấn tú. Bây giờ thì mình sẽ lại gần bạn ấy xem nào. Mời bạn ấy tham gia chương trình của mình, xem là bạn ấy có đồng ý hay không nhá. Mời cùng đi cùng mình nhá. Phải đợi một tí anh em ạ. Bạn này khá là đắt sâu, từ nãy giờ thấy nhiều người chụp ảnh cùng lắm. A few moments later. Hello công tử. What? Tại hả, có thể nói chuyện với kiểu công tử một chút được không ạ? Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ok, công tử có thể giới thiệu về gian tấn của mình cho mọi người được biết được không ạ? Mình tên là Nam. Thế bạn sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 97. À, 97. Cho mình hỏi một chút là công tử còn độc thân không ạ? Mình vẫn còn độc thân. À, ok. Thì mình sẽ giới thiệu một chút. Mình ở bên chương trình ghép cặp thần tốc ấy. Thì mình đến hôm nay có cái sự kiện rất là hay này và mình muốn đến đây để ghép đôi cho mọi người ấy. Thì mình từ đằng xa kia mình thấy bạn kiểu trông rất là công ngô tuấn tú, đẹp trai nha. Mình muốn mời bạn tham gia chương trình của mình, bạn đồng ý không ạ? Được, mình đồng ý. Ok, biết đâu ngày hôm nay bạn sẽ tìm được một người ít nhất là cùng sở thích cùng với mình. Một vị tiểu cô nương nào đó chẳng hạn. Cũng lâu rồi chưa có ai đi chơi cùng rồi. Ok, một điều nữa là cái công việc, cái việc mà bạn thích cái này ấy, thì nó có làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của mình không? À không, kiểu cái này mọi người nhìn vào mọi người có đánh giá gì không? À không, hồi trước thì mình cũng, cái hồi đầu tiên mới mặc này mình ngại lắm, nhưng mà bây giờ khi mà được mọi người kiểu chú ý thì mình lại thấy vui. Tại vì là khi mà mình phải như nào thì người ta mới chú ý đến mình ấy. Đúng rồi, tại vì mình đứng kia phải đợi mãi mới hết cái lượt mọi người đến chụp ảnh cùng với bạn ấy. Tiếp ra, ngoài cái sở thích này ra thì bạn còn những sở thích nào nữa không? Hồi trước mình có đam mê cả truyện tranh với cả thi thoảng mình có vẽ tranh thôi. Bạn biết vẽ? Tại vì mình học kiến trúc mà. Ok. Mỗi người yêu lý tưởng bạn thích một cô gái như nào? Nếu mà theo ngôn ngữ của bọn mình ấy thì là kiểu sắc nữ, là có nghĩa là kiểu háo sắc ấy. What the hell? mình thích một cô gái háo sắc. Một cô gái háo sắc là như nào? Kiểu như kiểu là khi mà họ mà nhìn thấy mình là họ kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình. Ôi. Em ạ, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Đấy à, tức là một cô gái chủ động đúng không? Đúng rồi. Này gọi là một cô gái chủ động. Đúng rồi, kiểu vậy, giống như kiểu hồ ly ấy. Đấy, đúng rồi. Kiểu như là bạn có quy định là bạn cô gái ấy thì sẽ là cao bao nhiêu hoặc là nhìn thân hình như nào? Thật ra là mình lại thích người lùn. Hiểu kiểu gì? Tại vì là lùn đáng yêu, kiểu cảm giác được che chở ấy. Bạn cao 1m bao nhiêu? Mình cao 1m75.
Ờ, ok, thế thì bây giờ mình sẽ đi quanh đây để tìm một vị tiểu cô nương mà kiểu mình cảm thấy là hợp với bạn. Sau đó mình sẽ cho hai người gặp nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ok, bạn cứ ở đây để đợi. Có chuyện tốt thế à? Ờ, biết đâu hôm nay thì bạn lại có gấu mang về, đi đi cùng về thì sao? Đợi mình ở đây nhá. Rồi, ok. Ok, hello anh em. À, quên nhầm, hơi lâu rồi. Kiểu gì? Phía đằng xa xa kia thì mình có thấy một vị tiểu cô nương rất là xinh đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ đến gần với vị cô nương đó và mời cô ấy tham gia chương trình của mình nhá. Ok, mọi người đi cùng mình nhá. Later. Ok, chào tiểu cô nương. Ta có thể hỏi về quý tánh của cô nương. Cô nương có thể giới thiệu cho mọi người biết là cô nương là ai và đến từ đâu được không? Mình tên Sa. Sa chào cô chú đi, xin chào. À, tên Sa. Mình đến từ Lạng Sơn. À, cho anh hỏi một câu hơi riêng tư một chút là em còn độc thân không? Có. Ok, thì anh sẽ giới thiệu luôn. Anh ở bên chương trình Ghép Vào Thần Tốc. Và ngày hôm nay thì anh có biết đến cái sự kiện này ấy. Và anh cảm thấy rất thú vị và anh muốn làm một tập ghép cặp cho các bạn mà có cái sở thích này ấy. Thì anh muốn mời em tham gia chương trình của anh, được không? Được. Nó sẽ là một trải nghiệm rất vui cho em. Và biết đâu là em có thể tìm kiếm được một nửa của mình, ít nhất là bạn ấy có cùng một sở thích với em. Một chút nữa nhá. Về ngoài cái sở thích này ấy, thì em còn có sở thích nào khác không? Em thích vẽ tranh. Bạn nam anh vừa tìm được là bạn ấy cũng thích vẽ tranh. Ngoài ra thì sao? Còn sở thích gì nữa không? Khá là thích nhảy. Nhảy á? Ừ. Nhảy thể loại gì? Ai khóc nỗi đau này. K-pop. Wow. Một lát nữa em có thể nhảy bằng cái trang phục này được không? Một đoạn thôi, một vài động tác thôi. Như kiểu là một cái gì đó gây ấn tượng đối với cả bạn nam chẳng hạn. Nhưng mà em không nhảy khá là lâu rồi. Nhưng mà anh nghĩ là nếu như mà em thích thì em vẫn có thể nhảy được. Chỉ là một vài động tác đơn giản thôi. Mà nếu như mặc trang phục này mà nhảy K-pop thì nó sẽ rất là hay ấy. Được không? Ok. Cái sở thích này ấy, nó có làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của em không? Tức là kiểu có bị mọi người nói hoặc là mọi người dị nghị hay mọi người đánh giá gì không? Thật ra em ở bên Trung Quốc thì nếu mà nói mọi người dị nghị thì cũng không hẳn là dị nghị. Vấn đề chính là này tốn khá là nhiều. Tốn cái gì? Tốn kiểu tốn tiền hay là tốn gì? Chi tiêu. À, tức là mua trang phục này nó rất đắt á. Ừ, vâng. Mẫu người yêu lý tưởng của em thích một chàng trai như nào? Là con trai là được. Là chỉ là con trai thôi á? Vãi mức đấy thôi. Ngoài ra còn có một cái tiêu chuẩn gì nữa không? Ví dụ như cao, gầy hay là gì đó? Không phải đàn bà là được. Kiểu gì? À, tức là kiểu là mạnh mẽ đúng không? Nghĩa là cứ là đàn ông là được rồi. Thì tao phải con, thì phải tao lấy mày. Trời ơi, dễ thế rồi á. Thế thì ai chẳng có thể đạt được cái tiêu chuẩn đấy nhỉ? Rồi, ok. Thế thì bây giờ anh sẽ cho em và bạn nam ấy gặp nhau luôn. Và hai người nói chuyện tìm hiểu nhau. Và nếu mà may mắn thì hai bạn có thể đến được với nhau thì rất là tốt. Vậy đi cùng với anh nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ... Bây giờ hai bạn có thể mở bịt mặt của mình ra rồi đấy. Và chúng ta... Nhưng mà từ từ em quay mặt lại nhá. Khi nào mình bảo các bạn quay mặt lại thì các bạn hãy quay mặt lại. Nào, bắt đầu bỏ bịt mắt ra nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ đếm từ 1 đến 3 rồi hai bạn quay lại nhìn nhau và chào nhau nhá. Mình sẽ đếm. 1, 2, 3, quay lại nào. Xin anh mặt trời của anh đang là ai. Phía dưới này trong trái tim em là anh. Và dưới người có thấy không. Đầu tiên thì mình sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian để các bạn có thể chào hỏi cũng như là giới thiệu về bản thân cho đối phương được biết đấy. Ok, và bạn nam bạn hãy giới thiệu về bản thân cho bạn nữ được biết đi. Mình tên là Nam và mình sinh năm 97 và mình đến từ Lào Cai. Ok, hiện tại bây giờ thì bạn đang học hay đang làm gì? Mình hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Mở khoa Kiến trúc. Ok, thưa bạn nữ. Xin chào, mình là Sa, mình sinh năm 2000. Mình đến từ Lạng Sơn và hiện tại mình đang học ở trường Học viện Hồng Hà. Ok, bây giờ hai bạn hãy chia sẻ một chút về sở thích của bản thân cho đối phương được biết đi. Bạn nam hãy nói trước đi ạ. Sở thích của mình là hán phục và những thích xem phim cổ trang Trung Quốc. Bạn nữ chắc là cũng như vậy đúng không? Vâng. Ngoài ra thì bạn nữ còn có một sở thích gì khác nữa không?
có thể giới thiệu cho bạn nam biết. Mình thích vẽ tranh, thích chụp ảnh. Mình có đã phỏng vấn bạn nam và bạn nam cũng rất thích vẽ tranh, cũng thích chụp ảnh. Và mình cảm thấy hai bạn là rất là hợp nhau, có rất là nhiều sở thích chung ấy, và hai bạn có thể cùng nhau trải nghiệm trong khoảng thời gian tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng đi. Như mình vừa chia sẻ lúc nãy là mình thích một cô gái giống kiểu hồ ly ấy, có nghĩa là như kiểu là quyến rũ con mồi kiểu vậy. Có một nhân vật nào ở Trung Quốc mà có thể kiểu là một hình mẫu ấy? Mình nghĩ là Kiểu Vĩ Hồ. Kiểu Vĩ Hồ. Đây có giống Kiểu Vĩ Hồ. Mình nhìn mình lần đầu tiên mình gặp mình cũng thấy khá là quyến rũ ấy, khá là hấp dẫn ấy. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Bạn thì rất là xinh giống Kiểu Vĩ Hồ rồi, nhưng mà còn về khoản gọi là quyến rũ đàn ông, quyến rũ đàn ông thì mình nghĩ là không nên giỏi quá, tại vì như thế là không tốt. Bịt mẹ thằng này ăn học đầy đủ đấy này, thằng vừa phát biểu có tố chất thông minh này. Ok, thế còn bạn nữ thì sao? Mỗi người đàn ông, mỗi người yêu lý tưởng của bạn thích sao nhỉ? Mỗi con trai lý tưởng của mình là giống chó một chút. Mày nói cái gì? Giống chó một chút. Mày nói cái gì? giống chó là sao? Thế là như nào? À, nghe lời, à, nghe ngoan, lời. Trung thành đúng không? Vâng. Thao Thiên Khuyển, Thao Thiên Khuyển. Một bên thì thích Kiểu Vĩ Hồ, bên Thao Thiên Khuyển. Nó cứ cảm giác như kiểu là cái một bách thú. Ok, bây giờ sẽ đến một phần cảm nhận. Sau khi mà hai bạn đã biết một chút về thông tin về nhau rồi đấy, thì chúng ta sẽ đến với phần cảm nhận. Phần cảm nhận tức là hai bạn sẽ có một hành động để mà mình cảm nhận về bản thân, về cơ thể của nhau một cách rõ ràng hơn ấy. Tức là bạn nữ sẽ đứng và bạn nam sẽ ôm bạn nữ từ phía sau trong vòng 10 giây, mình sẽ đếm. Đó, và chúng ta có thể bắt đầu luôn cái màn này đi. Cô gái anh yêu, hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng. Sau khi ôm bạn nữ thì bạn cảm thấy nhỉ? Mình thấy hơi mập. Mày nói cái gì? Mình thấy hơi mập. Cái mẹ mày chết cha bây giờ. Hơi mập. Nhưng mà mập phải đáng yêu. Kiểu gu của bạn mình thích đấy à? Mình thích người kiểu thấp mà mập một tí thì kiểu... À kiểu có da có thịt ôm mới sướng đúng không? Kiểu giống đôi mong. À mùa đông này mà kiểu có người mập mập một chút ôm rất là sướng. Các bạn nữ sao? Bạn cảm thấy nhỉ? Về chàng trai này. Mình cảm thấy bạn khá gầy. Ồ. Thì hai người về vỗ béo nhau thôi. Quá chuẩn luôn. Thì một người ví dụ như bạn chăm bạn ấy thì bạn sẽ gầy bớt và bạn này sẽ béo lên thôi. Rất là hợp nhau mà. Ok, tiếp theo nhá. Sau cái phần cảm nhận ấy thì chúng ta sẽ đến một phần gọi là phần thử thách của chương trình. Phần này khá là vui, rất là khá là thú vị. Là thử thách của chương trình đặt ra cho hai bạn ngày hôm nay. Đó chính là hai bạn sẽ cùng nhau giữ một tờ giấy trong vòng 10 giây bằng miệng. Mình sẽ đếm 10 giây và các bạn mới được bỏ ra, không được làm rơi. Nếu mà các bạn làm rơi ấy, thì các bạn sẽ phải chịu một hình phạt của chương trình. Và cái hình phạt đấy thì các bạn sẽ không biết là độ biến thái của nó như thế nào đâu. Thì là tốt nhất hay làm thật tốt. Và cũng là một cái điều gì đó để cho các bạn có thể cảm nhận với nhau một cách chân thật hơn ấy. Đó chính là qua tờ giấy. Còn nếu các bạn không muốn thì mình có thể bỏ tờ giấy ra để cho các bạn cảm nhận chân thật nhất có thể. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị giấy rồi mình sẽ cho hai bạn tham gia thử thách nhá. Mình sẽ đếm nha, nhắm mắt lại nhá. 1 2 3 Ok, 10. Rồi. Mà hai bạn sau khi mà chạm môi nhau qua cái tờ giấy thì các bạn cảm thấy nhỉ? Khó thở. Cái 10 trong vòng 10 giây đấy không thở luôn. Không thở luôn. Sao vì gì vậy thế? Cứ thở đi, thở bình thường cảm thở là rơi. Các bạn nữ sao? Bạn cảm thấy nhỉ? Không cảm xúc. Không cảm xúc gì á? Cho làm lại nhá. Cho lại luôn này, để cho cảm xúc này. Bây giờ không có tờ giấy nữa, cho cảm xúc này. Ok. Các bạn thích nhỉ? Có cảm xúc nào? Có bàn chân lặng lẽ giữ dòng đời như nước cuốn. Về nhà tự cảm nhận. À về nhà thì về nhà được. Ok. Dạ vâng, cháu một chút nữa thôi xong ạ. Vâng, cảm ơn bác. Ok thì một gọi là
một sự cố hi hữu đã xảy ra. Bây giờ thì có lẽ chúng ta nên bán kết luôn, nên chung kết luôn đi. Nên bây giờ thì mình sẽ có một câu hỏi cho các bạn là nghiêm túc này, là sau khi mà xong khoảng thời gian ấy, thì các bạn nói chuyện cũng như là tìm hiểu về nhau, cũng như là cảm nhận về nhau qua các thử thách của chương trình như thế, thì mình muốn hỏi là các bạn có đồng ý tìm hiểu nhau hay không, cho nhau một cơ hội? Tất nhiên là có. Bây giờ mình cảm thấy là hai bạn ít nhất là có rất là nhiều sở thích chung với nhau, và chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, cùng nhau tận hưởng buổi fest ngày hôm nay. Và mình cũng rất mong là hai bạn sẽ sớm trở thành một đôi và báo lại cho chương trình. Cặp đôi cổ trang đầu tiên của chương trình Các Cặp Thần Tốc trên kênh LTH Vlog. Có bạn nữ thì sao? Bạn có đồng ý hay không? Mình đồng ý. Okay. Thế thì bây giờ để gọi là một để thể hiện là hai bạn đã đồng ý ấy, thì hai bạn có thể cho nhau một cái ôm đầu tiên của ngày hôm nay. Một cái ôm. Thơm chán được. Thơm chán cũng được. Ok, càng lãng mạn. Ok. Cảm ơn các bạn vì đã đồng ý tham gia chương trình của mình. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy like, share và subscribe cho kênh LTH Vlog. Lời cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại.